Sáng ngày 4 tháng 9, người dân Hà Nội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng. Thời tiết nắng gắt cộng thêm dòng phương tiện ngày một đông đúc, cả khi đã qua giờ cao điểm, khiến nhiều người cũng cảm thấy mệt mỏi dù đã lường trước được. Từ nhà ra đã cảm giác nó đã tắc hơn rồi. Thực ra thì tôi thấy là cái đoạn đường nó cảm giác đông hơn vì là có thể là ngày hôm nay học sinh bắt đầu quay trở lại. Nói chung là do tùy giờ làm việc của mỗi người thì cái khả mình vẫn phải sắp xếp là đi làm sớm hơn để tránh tắc đường. Trong sáng nay, các trục đường chính tại nội đô Hà Nội cũng khá thông thoáng. Một số tuyến đường như Vành Đai 3, ngã tư Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi không có tình trạng ùn tắc kéo dài, các phương tiện như mọi năm chỉ xuất hiện ùn ứ tại một số nút giao như ngã 7 ô Chợ Dừa hay cầu Giấy, Đê La Thành. Ra thì mình vẫn đi tuyến đường này bình thường, hàng ngày vẫn đi tuyến đường này thôi và mình sẽ cố gắng đi sớm một chút. Chắc vì hôm nay là ngày mai chắc là các cháu mới tập trung thì có vẻ đông hơn, hôm nay thì một số trường còn chưa tập trung. Thì mình đi mình thấy cũng chỉ hơi ùn hơn một tí thôi, cũng không thấy có cái gì mà bất thường. Đa số người dân chấp hành đèn tín hiệu giao thông, nhưng cá biệt vẫn có người vi phạm, bị lực lượng chức năng xử phạt. Trong năm 2024, lực lượng chức năng đã xử lý dứt điểm 7 điểm đen ùn tắc giao thông. Trên địa bàn thành phố còn tồn tại 33 điểm ùn tắc giao thông, gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh mới. Tại các địa điểm có nguy cơ mà gây nên tình trạng ùn tắc giao thông thì đơn vị cũng đã bố trí đầy đủ cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp công tác điều khiển giao thông đầy đủ, như là các chốt Đại Cầu Việt Giải Phóng hoặc là các chốt Giải Phóng Lê Duẩn. Bên cạnh cái công tác ứng trực và điều khiển tham gia giao thông, điều khiển điều hành điều tiết giao thông thì đơn vị cũng đã bố trí những các tổ tuần tra kiểm soát xử lý kiên quyết các hành vi là nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng ùn tắc giao thông như là dừng đỗ sai quy định hoặc là dừng đỗ tại các khu vực cổng trường. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cùng với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát những vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn 30 trên 30 quận huyện thị xã với tổng số 235 điểm. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là thời điểm khai giảng năm học mới cho học sinh, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 được đảm bảo tuyệt đối.